Sa Việt vướng tin đồn bầu bí, nam thư mang tiếng chỉ vì một hành động lạ. Mỹ Tâm, Harry Won đau đầu giải thích do bé mỡ. Không phải nghệ sĩ nào cũng sẵn sàng chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Cũng chính bởi lý do đó mà đời tư của các ngôi sao trở thành chủ đề cực hot, làm công chúng tò mò, dần dần bàn tán. Thời gian gần đây, nam thư bất ngờ vướng tin đồn có em bé khi xuất hiện với một hành động lạ tại sự kiện thời trang, khoác lên mình bộ cánh cuốn hút quyến rũ nhưng kiểu nữ làng hài lại có hành động so bụng làm ai cũng tưởng cô có tin vui. Bởi đây vốn là thói quen của những phụ nữ mang thai. Trước lời bàn tán xôn xao của cư dân mạng, nam thư đã phải lập tức lên tiếng giải thích. Lời phủ nhận này cùng thái độ của nam thư đã phần nào dập tan tin đồn bầu bí của cô trước đó. Vốn là mỹ nhân xinh đẹp tài năng của làng hài Việt, nhưng nam thư lại có đường tình duyên khá là đặt. Sau khi chia tay mối tình thanh xuân, cô từng bị đồn hẹn hò đàn em anh tú. Thế nhưng người trong cuộc chưa kịp lên tiếng thì đàn trai đã lên xe hoa với người khác, khiến hy vọng của khán giả cũng vụt tắt. Đến thời điểm hiện tại, nam thư vẫn độc thân, chưa công khai thêm bất cứ mối tình nào. Cô cũng không chia sẻ về dự định kết hôn mà tập trung xây dựng sự nghiệp. Có thể nói nam thư đang có tất cả, chỉ chưa một mối tình đẹp, nên fan chỉ mong cô sớm tìm được chân ái và báo hỷ cho khán giả. Câu chuyện của nam thư không khỏi gợi nhắc khán giả đến tin đồn bầu bí của chị đẹp Mỹ Tâm. Từng có thời gian, Mỹ Tâm cũng từng nhận được những câu hỏi về chuyện bầu bí, chỉ vì nữ ca sĩ khoe bức hình thu hoạch bưởi ở vườn nhà trong chiếc đầm rộng thùng thình. Style mặc đồ ngủ thoải mái tại nhà từ khi nào biến thành nguyên nhân để các sao nữ mang bầu vậy với bà? Có lẽ Mỹ Tâm cũng quá quen thuộc với kiểu đồn đoán ác ý này, nên với tính cách vui vẻ, hài hước cô chia sẻ. Ủa nữa hả? Không có nha, khi nào có thì sẽ cho các bạn biết chứ lo gì. Thậm chí, chị đẹp còn xử lý cao vay hơn khi tổ chức buổi livestream giao lưu với fan và không ngại diện áo crop top khoe eo thon, bụng phẳng lì để đập tan tin đồn có bầu. Ở tuổi 42, Mỹ Tâm vẫn độc thân, chưa công khai bất cứ ai dù vướng nghi vấn hẹn hò đàn em mai tài phến. Từ ngày kết hôn với Trấn Thành, Harry Won cũng nhiều lần vướng tin đồn có em bé. Nhiều người phát hiện vòng eo của nữ ca sĩ có chút tròn và mũm mĩm hơn bình thường. Đứng trước những nghi vấn này của khán giả, bà xã Trấn Thành không hề gay gắt mà đối diện một cách vui vẻ, thoải mái. Cô tâm sự, thực ra thì bụng hơi to là mập thôi. Tin đồn mà Harry có bầu cũng là 20 lần thì phải. Harry cũng không biết là bé mỡ này vì sao không chỉ sinh ra cứ ở trong bụng của mình hoài ý. Mình cũng thắc mắc lắm, mong là sau cái đợt dịch này thì mình cũng hết cái mỡ đó và hết tin đồn của việc có bầu này nọ. Nói chung là mình có tin tức tốt thì mình sẽ thông báo cho mọi người. Harry Won có vẻ đã quá quen với những lời đồn kiểu này, mà bản thân cô có khi còn mong tin đồn hóa thành sự thật, bởi bà xã Trấn Thành từ lâu đã mong mỏi có con nhưng tình trạng sức khỏe chưa cho phép. Trúc Anh bị đặt nghi vấn mang thai, thậm chí mọi người còn đồn đoán và đi tìm danh tính cha đứa trẻ. Bởi so với hình ảnh Hà Lan thon gọn quyến rũ trước đây thì rõ ràng nữ diễn viên có phần phì nhiêu hơn rất nhiều. Vì những lời đồn đại quá nhiều nên Trúc Anh đã phải lên tiếng cho biết trong thời gian dịch bệnh cô ăn uống rất ngon miệng và được mẹ chăm kỹ nên mới thay đổi ngoại hình. Bên cạnh đó, nữ diễn viên Gen Z này cũng đang mắc căn bệnh nặng nên đây cũng là một phần lý do khiến cô mũm mĩm hơn bình thường. Đúng là làm người nổi tiếng khổ thật đấy, chỉ cần mặc áo rộng chút hay lên ngon miệng mấy bữa là lập tức bị thiên hạ bị chuyện đồn đoán có em bé. Thực ra chuyện hưởng thiên chức làm mẹ là một tin vui, nhưng khi bị khán giả đồn đoán theo dệt nên quá nhiều vấn đề thì điều đó lại ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và cả sự nghiệp của nghệ sĩ.